hôm nay hai cha con em đi ra ruộng để bắt ra một ít ốc về để hai cha con làm bữa cơm chiều. Thì bây giờ hai cha con đang ở cái gì? Bây giờ chuẩn bị đi bắt ốc rồi. Em có thao với con. Nó khoái đi bắt ốc đó, dẫn đi theo vậy. Nó chịu ở nhà. Đây. Có cái mương này. Làm tới chưa tới mùa trái, tới mùa trái nhiều lắm. Té từ từ thôi, đây cái mưa này dài lắm, dài bao tới bên kia. Được nhiều chưa? Chưa đâu ha. Dạ chưa. Rồi ngồi đó đi. Đằng kia, đằng kia, nó giúp đằng kia đi. Ốc có đeo vô mấy cái cây nè. Dạ. Ốc có đeo vô mấy cây quá trời luôn. Dính vô mấy cây nữa không? Dạ. Ủa ba còn hai con ốc kia đi ba. Đâu? Kìa. Kìa ốc kìa. Lẩm lẩm. Ủa ốc đó có hạt không ba? Như là đủ ăn rồi hả con? Dạ đủ rồi. Rồi, cuối cùng này hai cha con cũng được như đây là quý vị. Giờ vô gọng chịu làm thôi. Cái gì vậy? Lít cái lỗ tai. Con bị vậy hoài luôn á ba. Vậy. Không phải mình ba bị đâu, con cũng bị hoài à. Nước cho tay nè. Rồi, vô. Để ba gầm cho. Để ba gầm thao ốc cho. Dạ. Vô. Bây giờ quyết định là vô được.
mò mò hết cái con đường này luôn là gì, tại con đường bên kia nữa. Mò hết đường này luôn được nhiêu ốc đây á, ốc ít lắm, có được 6 mấy con à. Nó vô tới cái vườn dừa đó, đi thẳng vô vườn dừa đó, nó vô về nhà. Vô thôi. Nhớ đường vô không? Nhớ xíu mà cái trái nó chả bá luôn. Cây này có trái một. Mít đó, cái cây nhỏ xíu thì trái bằng bự và chà bá luôn, còn cái cây này bự chà bá luôn, còn cái mít nhỏ xíu. Vườn này của ông chú, cái bên nhà ông trồng dừa, trồng mít dài lắm, vô vườn này không. Thành quả của hai cha con đi bắt hồi sáng, rộng sáng giờ ngã sình rồi, ngã sình rồi, bây giờ chuẩn bị luộc xong hai cha con lễ ra để kho sợ ớt thôi. Có mua thêm được hai con cá chê vàng rồi cả nhà, hai con cá chê vàng để chiên làm nước mắm gừng. Rồi buổi chiều hai cha con ăn cơm gì đây, có chuẩn bị em chuẩn bị xả ớt, gừng, tỏi để hồi làm gia vị. Xả thì bầm ra kho với ốc, rồi gừng thì để làm nước chấm cá chê. Giờ tiến hành xắt xả thôi, xắt xả bầm ớt. Sóc lên vậy cho nó chín, cho nó đều. Hai cá chê thì tao cũng hai cá chê vàng cũng làm sẵn nha, để chút xíu nữa mình chiên với kho ốc một lần luôn cho nó ăn, cho nó nóng nó ngon, để chiên trước cái nó còn ngắt. Dạ, đã ngồi rồi. Rồi chuẩn bị dĩa với cây để lễ ra thôi. Đây nhóc nhỏ ngồi đợi nó lấy phụ gia nãy giờ. Ủa ba, cái này để đâu vậy ba? Đó, để đây nè, để trong cái thau này nè. Ba, cái con này nó bị tuốt trong rồi ba, sao lấy ba? Lấy mình bỏ đi thôi. Tức mình để lại. Cá thì vàng chiên cho nó vàng hảo luôn, vàng ngon ghê luôn. Rồi cuối cùng thì hai cha con em cũng làm xong cái món ốc kho xả ớt.
cá chê vàng chi. Hai con em xin kết thúc video tại đây. Xin kính chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ. Nếu thấy hay thì cho em xin là một cái cho giàu sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào con. Chào cô chú.